Dạ Dương Mai chiếc chào mông, xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với em. À cả nhà ơi, ngày hôm nay cả nhà nhìn nè, em đang về một cái rừng mai luôn cả nhà ơi, chứ không phải là một cái vườn nữa ha. Quá nhiều mai trong cái video ngày hôm nay. Và cả nhà ơi, cái lô mai nào cũng là hàng chơi Tết, hàng đẹp không nha cả nhà. Đó, ngày hôm nay thì em quá trời mai luôn nè. Đó, ở trong đây nó sẽ có dòng giả siêu nụ ba mùa, cúc thọ hương ba mùa, tân châu liền cốt hương ba mùa cả nhà. Và đầu tiên em sẽ vào cái lô tân châu nha cả nhà ơi. Đây, cả nhà nhìn nè, đang soạn về để giao cho quý cô chú anh chị đây. Đó, ngày hôm nay em bán giá siêu rẻ luôn cả nhà. Chỉ có 200k một cây thôi, cây bự như vậy nè cả nhà. Ở củ đế nè cả nhà nhìn nè, củ cục cục luôn ha. Và nụ á cả nhà biết không, hôm nay là những cái cây này nó đang ôm nút nụ kim rất là nhiều. Ở loại này là chúng ta về chơi Tết Pi Vu nha. Đó, cây nó rất là cao, rất là bự nha cả nhà. Rất là to và rất là bự luôn. Đây cả nhà nhìn nè. Đó, cây to lắm nha. Củ cốt đây nè cả nhà nhìn nè. Ha, nút nụ thì thôi bây giờ có hết trơn rồi ha. Loại này là loại chơi Tết nha cả nhà. 200k một cây. Nếu chúng ta lấy 2 cây bên em sẽ receive cho chúng ta. Đây cả nhà, số lượng bên em còn rất là nhiều nha. Đây cả nhà nhìn nè. Đó, đây là dòng cúc Tân Châu 2436 cánh ha. Rồi đi sâu vào hàng bên đây, rồi chúng ta sẽ có cái hàng đó chính là dòng giáo siêu nụ hoa thơm bông chùm nha. Loại này hoa rất là thơm cả nhà nhìn nè. Ồ, bên em nuôi cái luống nè, rất là tuyệt vời luôn ha cả nhà. Đây nè, quá trời nhiều luôn ha. Đây cả nhà, đây em sẽ đem cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây là dòng giáo siêu nụ, một cái giống mai hồi Tết năm rồi nó đang lên, nói chung là lên ngôi luôn cả nhà. Đó, nút nụ của nó khi Tết là rất là nhiều. Và cái lô này nè, củ đế nè cả nhà nhìn rất là đẹp luôn ha. Bây giờ nó đang chuẩn bị có nụ kim nhiều lắm. À, lô này bên vườn mai nhà em tỉa rất là tròn nha cả nhà, tròn do như chữ O luôn á. Đây, đây cả nhà nhìn nè. Rồi lô này em cũng bán giá là 200k một cây nha. 200k một cây, nếu chúng ta lấy 2 cây thì bên em sẽ reset cho chúng ta. Đây cả nhà nhìn nè, tròn do như chữ O luôn nha. Thoát thân của lô này cực kỳ thấp cả nhà. Đó, lô này quá tuyệt vời luôn ha. Rồi 200k một cây luôn nha cả nhà. 2 cây bên em sẽ reset cho chúng ta. Và đi hàng sau vào bên đây. Thì ở trong bên đây thì nó sẽ có dòng cúc thọ hương nữa cả nhà. Đây nè, cúc thọ hương hè này cũng liền có 3 mùa luôn nè. Đó, đây em sẽ ghi lên một số chậu cho cả nhà mình cùng xem. Đây, đế thì nói chung là đủ kiểu đủ hình. Đây cả nhà, lô thọ hương này cực kỳ cứng cáp, mập mạp, già mùa luôn. Nút nụ bây giờ nó cũng đang có nút nụ luôn nha. Hàng này chơi Tết ok luôn cả nhà. Giá cũng 200 thôi. Hai cây bên em receive cho chúng ta luôn. Đó, đi sâu vào bên đây cả nhà nhìn nè. Bên vườn mai nhà em rất rất là nhiều nha cả nhà. Nhiều lắm luôn. Đây, nút nụ nè. Đó, dòng này nay nó ra nút nụ kim rất là đẹp nè cả nhà nhìn nè. Ồ, nó quá trời luôn nha. Quá trời nút nụ luôn cả nhà. Chỉ có 200k thôi ha. Ví dụ như chúng ta lấy 2 cây, 2 giống thì bên em vẫn bao ship cho chúng ta nha. Đó, đi sâu vào bên đây. Đây là dòng giảo siêu nụ nè. Đó, chắc tầm khoảng 5.000 cây giảo siêu nụ á cả nhà. Rất là nhiều luôn ha. Rồi, ai thích cái loại nào thì cứ alo cho vườn mai của chiếc chè bông nha cả nhà. Thỏ hương siêu nụ gì cũng có hết nha. Nụ nó nè, cả nhà nhìn nè. Nè, đây là những cái nụ gió thôi ha. Một nụ của nó ra một chùm như thế này đây cả nhà. Một nụ nó ra một chùm rùm 6, 7, 8 bông luôn nha. Đó, rồi, đây ha. Cành cốt nè, nút nụ nè cả nhà nhìn nè. Đã chưa? Ok chưa cả nhà? Hấp dẫn chưa cả nhà? Rồi, ai thích thì alo cho vườn mai của chiếc chè bông nha cả nhà ơi. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha. Hoa của nó rất là đẹp nha cả nhà. Đó, lô bên đây rất là to nè. Này có cái bông bên đây nè cả nhà, rất là đẹp. Đó, hoa 8 12 cánh bông chùm nha cả nhà.